Bye.
Hồi đó quân Ramanet đến đánh địch Ramen tại Rơmini. Ông Mô-sê bảo ông Giô-suê, anh hãy chọn một số người và ngày mai ra đánh Ramanet. Còn tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây cận vật của Thiên Chúa. Ông Giô-suê làm như ông Mô-sê đã bảo. Ông đã giao chiến với Amalek, còn các ông Mô-sê, Aharon và vua thì lên đỉnh đồi. Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên thì dân Israel thắng thế, còn khi ông hạ tay xuống thì Amalek thắng thế. Nhưng ông Mô-sê ngoảnh tay nên người đã lấy một hòn đá kê cho ông ngồi. Còn ông Aharon và ông vua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên. Nhờ vậy tay ông Mô-sê cũng giơ lên được mãi cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giô-suê đã dùng lưỡi gươm đánh bại Amalek và dân của ông ta. Đó là lời Chúa. Vâng, nên quên nhủ
với tất cả lòng nhân lại và chủ tâm dạy dỗ cho là lời Chúa. Vui sướng và hạnh phúc
hạnh phúc là đúng thôi, vui sướng là đúng thôi. Ngày hôm nay Thiên Chúa mà bà anh chị em thánh giá đại hội giới trẻ và các bậc miền Bắc của chúng ta đang hiện diện với quý cô bà và anh chị em giáo sứ Thuận Thành và cách đặc biệt với các bạn trẻ của giáo mạng đại đồng của chúng ta. Cho nên trong giờ phút này, con muốn được chia sẻ đôi chút tâm tình với các bạn trẻ về ý nghĩa mầu nhiệm của thập giá Chúa Kitô. Có thể những suy nghĩ của những người không có niềm tin với chúng ta thì họ cho rằng thập giá đó là một sự ngớ ngẩn, một sự điên rồ, như đối với những người Hy Lạp Do Thái thời xưa, họ coi thập giá Chúa Kitô là một sự điên rồ, là một sự khổ nhục, khổ giá. Nhưng đối với chúng ta, chúng ta có bạn và anh chị em, và nhất là các bạn trẻ, thập giá Chúa Kitô trở thành niềm hy vọng. Nơi đó chúng ta đón nhận mặc khải tình yêu Thiên Chúa, và nơi đó chính Thiên Chúa đã trao ban ân sủng để cứu độ nhân loại. Cho nên thập giá đã trở thành giá cứu độ cho muôn loài, và trở thành cái nơi, trở thành niềm hy vọng, trở thành biểu tượng của niềm tin của Kitô giáo. Nếu chỉ dừng lại thập giá ở sự đau khổ thì thưa quý cô bà và anh chị em, thì tôi kể câu chuyện như này có các bạn khi mà thưa quý cha rằng, quý cha tại sao mà người khác, những người bên cạnh của nhà chúng con thì thánh giá nhẹ nhàng lắm, nhưng mà thánh giá của con khác nó không phải là thánh giá chì, không phải thánh giá đồng, không phải là thánh giá gỗ. Thế thì con nói về chắc là thánh giá vàng là họ biết được thánh giá vàng thì hạnh phúc biết bao. Thánh giá của con khác là thánh giá mù, vác càng vác càng nặng nề, càng vác càng mệt mỏi. Phải kể là phải lấy được một cái ông chồng mà suốt ngày cũng rượu chè, rồi cứ về nhà chửi với vợ con, cho nên bà ấy cảm thấy cái cuộc đời của bà ấy mệt mỏi lắm, chán chường lắm, và bà ấy cảm thấy nhiều lúc thất vọng trong cái đời sống của mình. Thánh giá thì là một rất, thập giá là một rất nhiều những chất liệu khác nhau. Ở nơi mỗi con người của chúng ta thường thì có những người trang sức trang trí thánh giá, có những người đeo trên cổ của mình thánh giá bằng gỗ nho nhỏ, có những người đeo thánh giá bằng vàng bằng kim cương, có nhiều chất liệu lắm. Nhưng nếu như người ta chỉ đeo thánh giá theo cái đồ trang sức của mình và người ta biến thánh giá thành những đồ trang sức, thì thưa quý của bà và anh chị em, dẫn đến những tình trạng đôi khi bị lệch lạc, bị hiểu nhầm về mầu nhiệm của thập giá Chúa Kitô. Mầu nhiệm của thập giá Chúa Kitô là mầu nhiệm mà Thiên Chúa mặc khải, Thiên Chúa bày tỏ nơi thập giá một tình yêu cứu độ, một tình yêu đem lại sự sống, một tình yêu trao hiến mạng sống người, mạng sống mình vì người yêu. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để tất cả những ai tin vào Ngài thì được cứu độ. Cho nên khi nhìn lên thập giá Chúa Kitô, chúng ta không chỉ nhìn lên một cái xác chết vô hồn, mà chúng ta nhìn lên đứng vì đâu không, vì tình yêu, vì hiến mạng sống người vì tình yêu. Và nhất là nơi thập giá Chúa Kitô một sự thật toàn vẹn, một Thiên Chúa yêu con người đến độ chết để cứu độ chúng ta. Cho nên thưa quý ông bà và anh chị em, nhất là các bạn trẻ ngày hôm nay, chỉ là đôi phút để chúng ta suy ngẫm thập giá Chúa Kitô, nhưng mà trên hết tôi muốn mời gọi các bạn hãy trở thành những chứng nhân của tình yêu Chúa Kitô. Ngày hôm nay họ đòi hỏi tình yêu dâng hiến cho nhau, nhưng mà dâng hiến cho nhau, dẫn nhau tới những cái, một cái người ta gọi là văn minh sự chết,
Khi mà tình yêu chỉ có phụ lợi, khi mà tình yêu chỉ hồng chỉ toàn, khi mà tình yêu là một sự tập trung, không còn một sự chú ý nữa, thì thưa quý ông bà và anh chị em, nhất là các bạn trẻ, lúc đó tình yêu trở thành một tình yêu, nó không phải một tình yêu tinh thần. Yêu là làm cho người yêu mình được sống, sống một cách trọn vẹn nhất, sống một cách sung mãn nhất. Và nếu như tình yêu chỉ vì mục đích chiếm đoạt hay mong chiếm đoạt, thì thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một tình yêu vô lợi, một tình yêu bất chính. Thiên Chúa yêu thế gian và Ngài hiến mạng sống, đổ máu mình ra để cho nhân loại được sống. Và rồi những người theo Chúa Kitô, những người môn đệ của Chúa Kitô, những người đã đón nhận cái hồng ân mà Thiên Chúa trao tặng, đã đón nhận cái hồng ân đức tin, được mời gọi trở thành chứng tá của tình yêu, chứng tá của niềm hy vọng và chứng tá của một đời sống hiến dâng phục vụ tha nhân. Ngày hôm nay có rất là những bạn trẻ sống một đời sống buông thả, một đời sống trôi nổi, một đời sống vô hồn, một đời sống không có lý tưởng, một đời sống thờ ơ lãnh đạo, một đời sống chỉ biết lo cho bản thân mình mà quên đi đời sống liên đới với anh chị em mình. Có những tuy nhiên thì lại có những bạn trẻ dấn thân cho công việc con báo đi đầu, là những người chứng tá của sứ đoàn, của tình yêu, của sự thật, công lý. Khi mà một thế giới, một xã hội đầy dậy sự tham dối, sự lừa đảo, thì những người mang cho mình niềm tin vào Đức Giêsu Kitô đứng ra chịu đau thương, thì chính đời sống, một đời sống ngay thẳng, một đời sống công chính, một đời sống chính trực sẽ trở thành chứng tá tin mừng. Khi mà người ta sống trong một thế giới hưởng thụ, một thế giới chiếm đoạt, một thế giới mà người ta học người khác phục vụ cái quyền lợi của mình, thì các bạn trẻ khi tôn giáo và những người tin vào Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại, thì lại là một con người chính hiến thân và phục vụ người tha nhân. Cho nên cái thách đố mà trong đời sống, trong xã hội, trong bối cảnh, trong môi trường mà chúng ta đang phải đối diện đầy dẫy những khó khăn cho các bạn trẻ. Nhưng có một điều thương tất cả quý cô bà anh chị em, và nhất là các bạn trẻ, hãy can đảm, hãy đứng lên và hãy lên đường hành động, vì một đức tin và một Thiên Chúa tình yêu, vì một niềm tin và một Thiên Chúa đã xuống thế nhận thể làm người và dẫn con người đang đi trong nẻo chính đạo này. Khi mà mỗi một người, một thành viên trong xã hội, trong một đất nước, trong một cộng đoàn sống ngay thẳng, sống công chính, sống hiếu hòa, sống bác ái, sống trung thực, thì thưa quý ông bà và anh chị em, sẽ là vui, là mẹ trong một biến cả xã hội, đất nước sẽ trở thành tươi đẹp, trở thành một đất nước đáng sống, một đất nước tràn đầy tình yêu. Cho nên thiên đường thưa cộng đoàn và nhất là các bạn trẻ, khi mà phải đối diện với những khó khăn, khi mà phải đối diện với thách thức, hay khi phải đối diện với những sự mong chen của cuộc sống, thì hy vọng của chúng ta đi ở đâu? Anh chị em hãy nhìn lên thập giá Chúa Kitô. Anh chị em hãy nhìn lên chính Thiên Chúa đã hiến mạng sống vì chúng ta. Và rồi nhờ thập giá Chúa Kitô và nhìn lên thập giá Chúa Kitô, chúng ta sẽ kính múc lấy một tình yêu, một niềm hy vọng, và mỗi người chúng ta được mời gọi minh chứng một niềm tin, một niềm hy vọng và đứng đáp lại. Chương trình trong Chúa Nhật truyền giáo ngày hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta trở thành những chứng tá tin mừng, chứng tá của những người có niềm tin khi chúng ta mang Chúa tới cho anh chị em.
Người ta nói là không ai cho cái mà không có. Chúng ta chắc chắn không bao giờ có thể giới thiệu của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa hiến mạng sống vì người mình yêu khi mà chúng ta không cảm nhận được tình yêu của Đấng đã đơn thân, đã hiến mạng sống vì chính chúng ta. Cho nên mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở thành những sứ giả văn báo đi một khi mà mỗi người chúng ta biết gắn kết cuộc đời của mình theo thánh ý Thiên Chúa, đi trong đường lối Chúa và trở thành những ngọn đèn cháy sáng, một niềm tin vững mạnh, một niềm tin mà anh chị em đã bày tỏ trong ngày anh chị em đón thánh thần. Nó không chỉ ở dừng lại ở tình cảm con người, không chỉ dừng lại ở những hoạt áo bên ngoài, cho mà nơi mỗi người chúng ta được mời gọi bước theo đường lối Chúa trong sự thật, trong tình yêu, trong bác ái và hòa hảo. Có như thế thì ngày đại lễ hôm nay mà thánh giá cho chúng tôi trở thành một niềm tin, một niềm yêu, một niềm hy vọng trong cuộc đời của chúng ta. Và rồi chính nhờ niềm tin, niềm cậy trong đó, thánh giá cho chúng tôi sẽ là sức mạnh cho những ai đang gặp thử thách gian nan. Nguyện xin Chúa cho cộng đoàn chúng con và cho tất cả các bạn trẻ đang khao khát đi tìm chân lý, tìm hạnh phúc đích thực, nhận ra rằng Thiên Chúa luôn ở bên chúng con và Thiên Chúa luôn gọi gọi chúng con hãy bước đi trong đường lối Chúa. Và nhờ chúng ta đời sống tin mà tất cả những anh chị em chưa nhận biết Chúa, biết tôn thờ của Thiên Chúa mình yêu đã đến ở giữa nhân loại. Các bạn trẻ thân mến, các bạn có thấy những một cha rất trẻ được chia sẻ lời Chúa chúng ta, các bạn có những cha này mạng không? Các bạn đã biết dưới đây là trẻ sử dụng rất ít các bạn trẻ nhất cứu cầu, bởi vì cha có tên là Du Xe Phạm Văn Bảo. Ngài mới đi học du học hôm qua mới về hè rồi, và giờ đây Ngài đang là cha giáo tại trường viện Đức Mẹ Tô Nhiễm Cù Chu ở viện Hòa Trinh. Thế nên các bạn thấy ít gặp Ngài là vậy, nhưng hy vọng những thời gian tới chúng ta sẽ được gặp cha giáo rất nhiều hơn, bởi vì cha giáo cũng có một tâm tình với các bạn trẻ và rất gần gũi với các bạn trẻ, rất muốn tâm hành của các bạn trẻ. Thế nên hôm nay chúng ta được gặp mặt đây để cảm ơn Ngài. Mời các bạn chúng ta đến với sinh kỳ tự tin. Tôi đi bộ Thiên Chúa, con một Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy kiên trì cầu nguyện để được Chúa đoái ơn nhận lời. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và thiết tha dâng lời cầu xin.
Chúa đã đưa cho chúng con từ sự đang hợp đã chữa con đang bảo
cùng với giáo hoàng Francisco, đức giám mục Thomas, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ, xin Chúa thương chúc lành và ban bình an cho cộng đoàn chúng con chỉ hôm nay, cách đặc biệt cho các bạn trẻ giáo hạt đại đồng, các bạn trẻ giáo sư chúng con. Và xin đến tôi với Chúa là các linh hồn mà chúng con có ý xin dâng lễ hôm nay. Chúa đã gọi ra khỏi đời này để với Chúa xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng như đến anh chị em chúng con đã đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trước tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào một ánh sáng hôn nhan Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được còn hưởng sự sống đời đời cùng với chị Đức Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Thánh Xe, các thánh đông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Giêsu Kitô. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa tu nên và theo phép. Thank you.
con xin kính mời cho sư Nam Phật, mời quý cộng đoàn ngồi, mời cùng vị đại diện cho ban lãnh giáo. Giáo sư xin có lời cảm ơn đại sư. Niềm vinh dự của tôi là thập giá Đức Kitô trọng kính, quý cha giáo, kính thưa cha Du Xe Thánh Sứ, kính thưa quý thầy, quý vị, quý chức cùng toàn thể toàn đoàn. Thật là một niềm vinh dự lớn lao cho giáo sứ Thuận Thành chúng con được đón rước thánh giá của đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội. Đây là một phần thân rất đặc biệt mà Thiên Chúa đã ban cho tập đoàn giáo sứ Hoàng Thành. Con xin thay lời cho toàn thể tập đoàn giáo sứ nói lên lời tri ân cảm tạ. Trước hết, chúng con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban phẩm thân đặc biệt này cho giáo sứ chúng con. Để qua việc suy tôn thánh giá, giáo sứ chúng con được nhiều ơn lành của Chúa xuống trên tập đoàn chúng con. Chúng con xin tri ân cha xứ vì tình thương vị mục tử cha đã lo lắng tổ chức cho chúng con một bức thánh giá thật long trọng và sốt sắng. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha giáo vì lòng yêu mến quý cha đã hiện diện dâng thánh lễ và chia sẻ lời Chúa cho tập đoàn giáo xứ chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý thầy, quý vị đã hợp tác giúp đỡ chúng con trong chương trình đón rước thánh giá và phục vụ thánh lễ hôm nay. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý chức trong hội đồng ủng hộ giáo sứ, các giáo học, giáo khu, quý cộng đoàn đã nhiệt thành cho công tác chuẩn bị và phục vụ trong việc đón rước thánh giá hôm nay. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý hội đoàn, hội chồng, hội tây nhạc toàn xứ, ban thánh ca, ban lễ sinh, ban tăng âm, ánh sáng, tăng truyền thông. Chúng con cũng xin cảm ơn anh em trong đội, tài xế quê hương đã trở về đồng hành với tập đoàn giáo sứ chúng con trên những chiếc xe ô tô các loại đi đón và cung kính thánh giá hôm nay. Chúng con cũng xin cảm ơn bố mẹ cùng đoàn giới trẻ, các giáo sư, các giáo họ, các giáo cô, đặc biệt cách viên là các giáo sư thường đều hành đại đồng, giáo sư Hà Cát, giáo sư Đình Hàm, giáo sư Phú Ninh, giáo sư Trà Nú cùng với họ giáo phòng đã cùng tham gia trong cuộc rước thánh giá tập thể hôm nay. Và chúng con cũng xin cảm ơn đoàn gia sở của họ nhà xứ đã kết hợp cùng an ninh địa phương làm tốt an ninh và giao thông trước, trong và sau khi đón thánh giá. Kính thưa quý cha cùng toàn thể cộng đoàn, thánh giá là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa đã trao ban cho mọi người. Ước chí trong những ngày thánh giá của đại hội giới trẻ hiện diện nơi giáo xứ Thuận Thành chúng con, để mỗi thành viên trong giáo xứ đều cảm nhận được tình Chúa luôn che chở và yêu thương chúng con. Xin quý cha giáo xứ cùng toàn thể cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ chúng con để chúng con ngày một trưởng thành hơn trong đức tin, vững vàng hơn trong đức cạnh,
và một hàng hương trong quốc tế. Con xin chân thành cảm tạ và tri ân với những tâm tình trên. Chúng con xin được tâng lên cha xứ cùng quý cha nắng hoa tươi thắm. Xin cha xứ cùng quý cha vui lòng đón nhận. Con xin chân thành cảm ơn. Chúng ta không còn nhiều thời gian để chúng ta trở về nhà.